rồi. Bước. 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 Qua đây một. Qua đây. Một nữa. Một nữa. Năm. Mì. Rồi. Muốn rồi. Muốn bỏ đi. Muốn bỏ đi. Cái xe, cái xe. Bỏ đi. Muốn bỏ. Muốn bỏ. Mày bật tao ra mày muốn. Ui ui ui. Mọi người nó bật cả mình ra luôn này. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha mọi người nha. Mọi người còn nhớ ai đây không? Mọi người có nhớ ai đây không? Moon. Moon đã quay trở lại mọi người nhá. Moon ngồi xuống cho mọi người. Ngồi xuống. Ngồi ngon. Ngồi. Đấy. Moon đi học rồi. Moon đang đi học rất là ok mọi người ạ. Moon này là vợ mình đã chia 50 triệu để mua Moon này cho mình nha mọi người nhá. Một chú chốt Rottweiler rất là thân thiện luôn. Moon bây giờ hiện tại là đang được 3 tuổi mọi người ạ. Moon đang ở lại để học lốt cái khóa học về bảo vệ chủ và dân sự mọi người nhé. Nó rất là này nhé. Moon. Moon đây. Đây. Rồi. Bước. 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 Qua đây Moon. Qua đây. Ngồi nữa. Ngồi nữa. Năm. Tám in. Rồi. Moon rồi. Moon rồi. Moon bỏ đi. Moon bỏ đi. Cái xe, cái xe, bỏ đây. Moon bỏ. Moon bỏ. Moon là được đi học trước xù mọi người, nên là Moon rất là giỏi luôn. Moon đâu? Moon. À, đi đấy. Mọi người, Moon bây giờ nó tầm khoảng gần 60 cân này mọi người. Kinh, mọi người có thể nhìn thấy nó to khủng nhà luôn. Moon. Moon đây. Moon. Ôm anh Tài thôi, nó thích anh Tài lắm. Moon. Moon này. Người bây giờ tắc thở đấy. Nó phải 60 cân mọi người ạ, chứ nè. Moon này. Hello. Hello baby đẹp trai. Mày đừng có thấy gái là mày bỏ qua chủ mày nhé. Moon nhé. Ai là chủ? Ai rước em về nhà? Ai rước em về? Ai bỏ tiền? Ai bỏ tiền? Đấy mọi người, nhìn khuôn mặt của Moon này. Nó rất chi là, ui giời, đứng lên tao xem là Moon. Ngồi. Ngồi xuống Moon. Ngồi á. Ngồi. Ngồi. Vợ chồng mình chiều bọn này ấy, nên là nó chỉ đứng lúc đầu. Đây mọi người, một cái chú Rottweiler rất là dũng mãnh luôn mọi người này. Đấy. Ngồi gần. Gì? Muốn. Ui giời. Muốn ngồi. Ngồi. Nó rất là nghịch ngợm dễ thương này mọi người. Ui nó béo. Nó béo như một con bê. Sao nó về xuống đây với anh nó béo. Như một con bò. Sợ thật. Hôm nay là đi thăm xù và thăm lại Moon luôn mọi người nhé. Cái đuôi. Cái đuôi. Moon là một chú chó đực. Moon bây giờ phải gần 60 cân này mọi người. Xuống đây nó béo kinh khủng luôn. Sợ thật đấy. Ui lông, lông sóng này. Ui, ui, ui. Lông gặn sóng. Em mới đi làm xoăn đấy. Lông anh nó, nhìn đi, xem đẹp vai chưa. Lông nó mịn màng luôn. Kinh. Một chú Rottweiler quá này là khá là đẳng cấp luôn mọi người. Với cái giá 50 triệu thì nói chung là không còn điều gì để chê trách cả con Moon này cả. Tại sao đặt tên nó Moon này, nó đen như gỗ Moon mọi người. Như gỗ Moon đúng không? Dạ luôn. Ui cái gái nó ui dùng. Bây giờ nhá, bây giờ vợ cầm xích đây, chồng ra kia. Chồng gọi nó sang vợ sẽ thả xích ra nhá. Muốn đây. Muốn. Rồi, vợ thả xích ra. Muốn. Đây. Muốn. Mày bật tao ra mày muốn. Ui 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 ui. Mày bật tao ra mày muốn. Ui ui ui. Mọi người nó bật cả mình ra luôn này. Nó chơi, nó làm nó chơi. Ui giời, ui nó làm nó chơi luôn này. Chồng tao mà Moon. Nhưng mà Moon là giống được cái phải giống cái. Chồng tao mà, chồng tao. Chồng tao đấy, mày hiếp chồng tao.
Mọi người thấy thấy cảm nhận được thấy nó to như nào chưa? Nó nằm với mình mà mọi người thấy nó to như nào chứ? Nếu nói về chiều ngang thì nó to hơn mình, chỉ có cái là nó ngắn hơn mình thôi, chứ còn nếu mà độ ngang độ béo thì nó phải to hơn mình. Đấy, nó nói chung là nó bảo vệ mình khỏi nếu mà bị ai tấn công thì nó sẽ bảo vệ, bởi vì nó đang được học chó bảo vệ mà mọi người. Một dòng chó bảo vệ rất là ok. Giúp nách à? Ôi giời, ngồi quài mua xuân. Ôi giời, mày quay cái giấy cho khác. Được không? Muôn à, Muôn à, Muôn, đi Muôn quay đây. Nhờ nó giữ chồng, nó không cho chồng dậy để chơi nó ấy. Muôn, sao? Ôi giời, nó đi ra đi. Chồng mông rồi mà. Chịu chết mày đấy. Muôn đây, Muôn, Muôn, Muôn. Muôn, nó đi đá ấy. Nhưng mà nhìn mặt nó giống giống dòng bùn nhỉ nhỉ? Không, nó là rước quay lương rồi. Trong trong vắt đây này. Đấy, đi chơi à? Đi vào đây. Đấy, mọi người thấy không? Nó to vật vã cái khủng cảm luôn. Đái, đái tè. Đái tè. Rồi đi gì hả? Đi tìm... Đái. Đi đái à? Ừ. Đi đi gì hả? Đánh dấu lãnh thổ. Vừa đấy là anh Sủ, bây giờ đến anh Muôn. Muôn đây. Muôn. Đi vào đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Đóng lại chơi đi. Muôn. Muôn đây. Muôn đây. Không biết chơi cho mọi. Muôn. Cạnh em. Ngồi xuống. Đấy, vừa đấy bảo được bây giờ ngồi. Là cho à, chơi là hư rồi. Ngồi. Trông khủng á. Anh nhìn nó khủng. Bốn mắt. Mặt em được cái là gãy cái việc. Ngồi Muôn. Ngồi. Muôn này. Nằm xuống. Nằm. Giỏi. Giỏi Muôn. Muôn bò đây. Bò. Bò. Bò mà sao lại đứng dậy? Lông bóng mượt hơn cả vâu vậy. Nó còn nằm xoăn nữa. Thực ra là đi học ấy, xong bắt đầu là cho nó ra là nó chỉ thích đi chơi thôi, lại không có giáo viên ở đây ấy, chủ ấy, nên là nó nằm quằn. Đấy mọi người, đây là một chú Rottweiler rất là nói chung cái lưng nó như cái phản này. Muôn ngồi xuống. Con này cưỡi được đấy chồng nhỉ? Ngồi. Ngồi. Ngồi Muôn. Ngồi. Trẻ con cưỡi ơi. Đấy, nó bây giờ Muôn mới đang được học thế mọi người nhá. Bây giờ mới đang được học thôi. Thì chắc là cũng phải mất bao giờ mình đón Sù về thì chắc là sẽ Muôn về trước. Muôn chắc là về trước. Vì Muôn là học được hơn tháng rồi. Nó còn Sù thì mới đi học mọi người. Đấy, mọi người thấy Muôn. Nó tổ. Nép nép. Úi giời, em thấy béo như con lợn. Như lợn nái nhờ. Chồng. Làm đàn vạ luôn. Làm kiểu đây là cái xù. Cái kiểu chó lợn đấy mà. Chứ con chó nào nó béo này đâu. Đây là chó lợn rồi. Kinh nhận. Chưa có một con nào béo. Mọi người thấy nó độ béo của nó như này chưa? Lại chó lợn này. Cái đồ chó lợn này. Làm cái chim quà này. Cái đồ chó lợn. Mặt bánh bao. Ê em mặt bánh bao. Này trông nhìn. Ui rồi cái da đầu mõm ra mặt nó này. Mặt gây khoạt. Mõm mắt tủn. Đấy. Con này là có giấy tờ đấy. Phả hạ đàng hoàng đấy mọi người. Ui. 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 Học hành thôi mà 50 triệu. 50 triệu đấy cả nhà ơi. Ôi. Thôi Muôn. Muôn này. Kiếp chân tành. Sợ mới nó luôn. Càng ngày càng béo. Càng ngày càng béo. Từ ngày nó xuống đây nó còn béo hơn. Kinh thật. Nó ở nhà nó còn gầy. Nó kìn kìn giống con nợn của bố đấy. Con nợn đen của bố đấy. Muôn, 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 Muôn. Ôi giời. Mọi người thấy chưa? Thấy Muôn nó tinh nghịch chưa? Muôn, 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 Muôn. Tao vật nhau mày. Muôn. Vật nhau. Mày vật nhau với tao. Mày thích vật nhau đâu? Con này lăng động nó là cảm giác. Thật ra ở dưới này thì mọi người ở dưới này căn bản là anh ấy là chủ trại thì nó rất là nhiều chó. Thì cái vấn đề học tập thì nó là vấn đề nghiêm khắc rồi. Còn cái vấn đề vệ sinh cá nhân thì nói chung là nó chỉ được một phần nào thôi. Không như giống như mình ở nhà riêng. Nhà riêng thì chó một vài con chó thì mình sẽ tắm rửa cho nó sạch sẽ suốt ngày được. Nhưng Muôn thì nó hiện tại thì nó hơi bẩn một chút. Mưa cái này là bẩn. Nhưng mà với một cái bộ lông như này thì nó béo này. Núng ninh, núng ninh, núng ninh, núng ninh. Đi kiểu người mẫu đi.
Mun. Mun đâu? Mun đi ngồi người mẫu đấy. Mun ngồi đấy. Ngồi. Bước. Ngồi. Bước. Ngồi. Mun nằm xuống. Xì. Nằm. Lại bảo ngồi. Giỏi. Giỏi. Ấy, nằm. Đùa đùa ấy. Mun bò đây. Bò mà. Bò. Bò đấy còn gì? Bò. Bò 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 bò. Bò. Rồi, giỏi. Mun giỏi. Đùa đấy, em thấy không? Mun giỏi. Mun quá giỏi luôn rồi kìa. Mun. Ngoan. Nghe lời đó. Mun ngồi thôi. Nó đang chơi trước. Nhưng mà bảo dừng lại là nó thôi. Trước. Ngồi trước. Đấy, đây là ngồi đằng trước mọi người ạ. Trước. Mun, ngồi. Đấy, nó rất là ngoan luôn. Cạnh ấy Mun. Ngồi bên cạnh. Cạnh đâu? Ngồi đó. Các bạn. Đây là ngồi bên cạnh mọi người ạ. Nè, lúc nào mộ mà Mun giỏi. Giỏi. Đấy, gặm đi. Thịt đây này. Thịt đây gặm đi. Hả? Mọi người thấy Mun nó đáng yêu. Quá đáng yêu. Kinh nhỉ. Nó béo lắm. Nhưng mà dạo này nó béo quá. Kệ béo nó mới đẹp. Dạo này béo kinh khủng. Béo úi úi như này. Úi úi như con lợn. Thế mới đẹp. Thế này thì đi săn gì. Này thì Mun này là chó bảo vệ mọi người. Chỉ trông nhà. Bảo vệ nhà và bảo vệ chủ thôi chứ Mun là không dành cho đi săn nhé mọi người nhé. Đấy. Còn anh Xù thì vừa lấy mọi người biết rồi đấy. Anh ấy mới học được cái ngồi xuống. Bởi vì anh ấy mới đi được hơn chục ngày. Mà Xù thì nó vẫn là một chú cún, nó như vậy, đang thanh niên, vẫn đang nghịch ngợm. Còn như Mun này bây giờ nó là một chú chó, nó có kỷ luật rồi. Kinh, to nhỉ. Mặt hơi gãy. Phải nói lần mũi nha con nhá. Quá to. Nào, lại đòi hút tao ra chơi đấy à? Nó thích à? Anh Tài, thích chơi. Mun. Một con nào nó thích anh Tài cơ mà. Đấy, em nhìn nào. Vãi cả trưởng em mày. Có bao giờ về mà mày không cho tao chơi với chủ mày không? Hả? À? Mun, dám. Người ta gọi đây là căn. Ui dạ. Căn chó à? Căn chó. Nó cứ như thế này đấy. Như con Mun này. Kìa, đánh mông tôi ngã ra kìa. Vần ấy, vần ấy. Mun. Không đi đâu, ra đây. Mun. Ấy, ấy. Mun, Mun. Rồi. Ngồi xuống. Đấy mọi người, ngồi là ngồi im, nói ngồi là phải ngồi. Mun nằm xuống. Nằm. Nằm, giỏi. Nằm xuống. Giỏi. Mun giỏi nhá. Thanh niên không? Thanh niên. Em anh thanh niên năm rồi. Nay đã ngót nghét 3 tuổi rồi. Vẫy cả trưởng cái anh. Đấy mọi người nhá, đây là mình cho mọi người thăm lại hôm nay mình đi xuống trường trại huấn luyện chó ấy. Vì mọi người cũng hỏi rất nhiều về Xù và Mun. Thì hôm nay mình đã có video thăm lại Mun và cả Xù nữa, nhưng Xù thì sẽ là một video khác nhé mọi người nhá. Mọi người xem video ấy thấy hay và yêu quý mấy thầy trò mình cũng như vợ chồng mình trong team của mình ấy, thì mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mọi người trong team của mình nhé mọi người nhá. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhá. Tạm biệt Bùn. Tất cả mọi người nhá. Xin chào đấy con. Bùn chào đấy. Úc đi. Mày lúc nào cũng đòi hiệu hấp riêng tao à?